bằng những món quà âm nhạc của quý vị sẽ thay cho mọi lời chúc, tức là những chúc phúc cho dâu rể hai nhà chúng tôi được trăm năm hạnh phúc và trọn đời bên nhau. Và để mở đầu chương trình, mời tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đón chào tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Anh. Chân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, một tràng vỗ tay thật lớn quý vị đúng không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.